Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Lê Gương. Thì thưa các bác, thì trong thời gian vừa qua thì bên em nhận được rất nhiều các câu hỏi của các bác liên quan đến chiếc vua sập thờ này. Thì trong video clip ngày hôm nay thì em sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bác liên quan đến chiếc vua sập thờ này nhá. Thì các bác hãy cùng em theo dõi hết video ngày hôm nay để xem chiếc vua sập thờ này nó có những ưu nhược điểm như thế nào mà đang được rất nhiều các bác quan tâm trên thị trường hiện nay nhá. Đầu tiên thì em xin chia sẻ về cái chất liệu gỗ để làm nên một chiếc vua sập thờ này các bác nhá. Thì để mà làm cái chiếc vua sập thờ này ấy, thì đa số thì bên em làm bằng chất liệu gỗ hương đá, gõ đỏ và gỗ gụ. Thì khi mà các bác quan tâm đến cái hàng vua sập thờ này này thì các bác cũng nên tìm hiểu rõ xem là chất liệu gỗ mà mình làm là cái gì. Thì như trước mặt các bác đây là chiếc sập thờ bên em làm bằng chất liệu gỗ hương đá nhá. Thì đầu tiên là cái chiếc dạ tiền này các bác này, nó đẳng cấp là ở cái dạ tiền này các bác nhá. Vì nó là hàng liền khối dày 10 phân, 12 phân hoặc 14 phân tùy vào cái yêu cầu của các bác. Như phổ thông thì bên em làm là hàng dày 10 phân nhá. Hàng liền một khối để đục. Hàng liền khối liền tấm luôn. Thì các bác nhìn cái độ tỉ mỉ và sắc nét của cái hàng vua sập thờ này. Trên thị trường hiện nay thì cái hàng dòng vua sập thờ này thì luôn là một trong những dòng sập thờ đang đứng đầu trên thị trường hiện nay nhá. Về cái độ sắc nét cũng như độ tỉ mỉ. Thì các bác nhìn này, hàng kinh bong rất là sắc nét nhá. Liền khối 10 phần đục moi móc này các bác này. Hàng đục moi móc rất là nhiều. Thì khi mà các bác để mà cái hàng vua sập thờ để dày 10 phần như thế này ấy, thì các bác mới có thể đục hết được những cái độ tinh xảo của nó, như cái cánh chim này thì giữ diện gỗ nhá. Để mà đục kinh bong lên thì nó khoe dáng con chim cũng như những cành cây mai thì nó sẽ rất là đẹp. Tiêu chí thứ hai là ở cái phần dạ ngang này các bác này. Để mà cái chú vua sập thờ này nó khác biệt so với cái dòng những cái hàng cây mai điểu thì ở phần dạ ngang này nó cũng tôn lên cái vẻ đẹp của cái vua sập thờ này các bác nhé. Vì hàng dạ ngang này bên em cũng là làm dày phổ thông 10 phân so với hàng vua sập thờ. Đục cũng đầy đủ các chi tiết từ rơi ngậm chữ phúc, những ba quả đào và cái cành cây hoa mai. Hàng cũng tương đương như cái hàng dạ tiền luôn đấy các bác. Cái hàng chân chim này, ngay cả những cái phần chân này cũng đục rất là tỉ mỉ nha các bác nhá. Chân này thì phổ thông làm vua sập thờ thì làm chân 24 các bác ạ. 24, to hơn là 26, 28, 30, 32. Đây như chiếc sập này thì anh em làm chân 26 nhá. Chân 26. Hai mặt của nó đục là hoàn toàn khác nhau này các bác này. Thì từng những chi tiết nhỏ làm tỉ mỉ thì gộp lại thành một chiếc vua sập thờ này các bác ạ. Ngay đến phần cổ này các bác nhá, làm hai tầng cổ chỉ này, cũng là làm thủ công bằng tay. Hàng dày 4 phân. Cổ đây với em làm dày 4 phân nhá. Liền suốt một tấm này, liền suốt từ bên kia sang bên này là một tấm nhá. Hai tầng cổ. Đây là một tấm cổ suốt này, dưới đây là một tấm cổ suốt này, và phía giữa đây là một đường chỉ nhá. Thì tạo nên cái vẻ đẹp rất là đẹp cho cái vua sập thờ này các bác này. Và tiếp theo là cái phần mặt đây này các bác này. Thì cái khuôn mặt đây là bên em làm dày 5 phân. Ván mặt là dày 2 phân này. Ván mặt 2 phân sắp 2 miếng nhá. Thì so với cái vòng dòng ván mặt này thì ví dụ như bằng chất liệu gỗ gụ này, gõ đỏ và hương đá thì vẫn có tấm liền một tấm các bác nhá. Thì tùy vào theo yêu cầu của các bác, vì các bác yêu cầu liền thì bên em là vẫn có ván liền cho các bác. Từ cái dòng khuôn này, phổ thông là bên em làm dày 5 phân, có thể làm 6, 8 hoặc là 10 là tùy vào yêu cầu của các bác nhá. So với cái dòng vua sập thờ này thì tất cả mọi thứ nó đều vượt trội hơn hẳn so với những cái dòng phổ thông mai điểu các bác. Và thưa các bác, thì cái dòng vua sập thờ này nó có một cái nhược điểm, đó là cái giá thành của nó thì nó rất là cao. So với cái mặt bằng chung của những cái dòng cây mai điểu thì so với giá vua sập thờ thì nó cao hơn rất nhiều các bác nhé. Giá dao động của nó thì phải từ 50 triệu trở lên các bác nhé. Tương đối là nó kén khách các bác ạ.
Thì vừa rồi thì em cũng chỉ ra một số các điểm chi tiết của cái sập vua Sập Thờ này để các bác khi mà lựa chọn chiếc vua Sập Thờ để các bác tham khảo nhé. Thì hy vọng sẽ giúp ích cho các bác trong quá trình các bác lựa chọn mẫu vua Sập Thờ này. Thì nếu hay thì các bác cho bên cơ sở em xin một nút like và chia sẻ nhé. Các bác có những câu hỏi nào đang thắc mắc về những sản phẩm liên quan đến đồ gỗ đồ thờ thì hãy ấn bình luận ở phía dưới thì em sẽ chia sẻ cho các bác tất cả những gì mà các bác đang quan tâm nhé. Thì xin chào và hẹn gặp lại.